Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như lại vướng tình đã ly hôn, tài tử cố gắng trở lại showbiz vì không còn tiền. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như liên tục bị đồn ly hôn trong suốt 7 năm qua. Vào ngày 1 tháng 4, Soho bất ngờ đăng tải thông tin Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Nam diễn viên được cho là đã chuyển ra khỏi căn nhà chung, phải gánh trên vai khoản chi phí trợ cấp nuôi con cực khủng. Chính vì vậy mà Hoắc Kiến Hoa buộc phải quay trở lại làng giải trí để kiếm thêm thu nhập. Có nhiều tin đồn cho rằng Hoắc Kiến Hoa sẽ đóng chung một bộ phim với Lưu Diệc Phi. Thậm chí có blogger cho rằng vì phải chịu khoản cấp trợ nuôi con lớn nên tinh thần Hoắc Kiến Hoa trở nên bất ổn, ngoại hình cũng xuống dốc theo. Sau nhiều năm ở ẩn để chăm sóc con cái, giờ đây ngoại hình tài tử đã không còn được lung linh như ngày nào. Hiện tại cả Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều chưa lên tiếng về tin đồn ly hôn. Nhiều người đặt nghi vấn gia đình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như lục đục trên bờ vực tan vỡ bởi liên tục bị đồn thổi ly hôn. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ nhắm vào nghệ sĩ. Ngay từ khi mới kết hôn, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vướng vào tin đồn ly hôn. Tuy nhiên đến nay, họ vẫn bên nhau hạnh phúc sau 7 năm nên vợ nên chồng. Cả hai vô cùng yêu thương và chăm sóc chu đáo cho cô con gái đầu lòng, cá heo nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.